Rồi xin ái mến chào các bạn nha. Hôm nay bên xưởng điện Hoàng Sang đã vệ sinh xong cái máy Kubota D782. Máy này bánh chấn mỏng nha các bạn. Đây. Bánh chấn mỏng. Con này nói chung là bánh chấn mỏng là tua cao các bạn. Tua nó rất là cao á. Này anh em mà về đặt vỏ lãi thì chạy là phê lắm nha. Vỏ lãi 6m3 thì chạy phê lắm. Đây. Cái bánh chấn của nó mỏng dớn rồi nha, rất là mỏng. Mấy cái loại mà bánh chấn mỏng này là tua nó rất là cao nha các bạn. Đây. Cái này là cái tum của cái bánh chấn nè. Gin chọn bộ luôn các bạn, gin theo máy luôn nha, nó gin như luôn đó, thì nó chọn bộ vậy đó. D782 Kubota. Thì video trước thì mình chưa vệ sinh nha, video này thì bạn Hoàng Sang đã vệ sinh xong rồi, vệ sinh xong rồi xíu test tiếng nổ của em nói cho các bạn xem. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số điện thoại nha bạn. Cái máy này về có 10 con Kubota là mà chỉ có một con này là bánh chấn mỏng nha các bạn, còn mấy loại kia là cũng D782 mà là bánh chấn dày, duy nhất này chỉ có một con D782 mà loại bánh chấn mỏng, con này là tua cao. Rồi anh em chuẩn bị xíu nữa để test nổ cho các bạn xem nha. Máy này nói chung còn rất là ngon các bạn, rất là ken luôn nha. Vấn đề là nguyên zin của nó nha, chứ không phải là có thay đổi gì ha. Nguyên zin theo màu sơn của cái chụp này nè, chứ không phải là cái bách lai nha. Đây, test nổ cho nên rồi.